Vâng, chào cả nhà. Hôm nay cũng đã hơi lâu rồi mới trở lại Facebook Live của cùng các bạn ha. Các bạn chờ Vân một xíu để Vân coi coi nó có vào không nhé. Hello, chào bạn Nhu Hương. Bên đó bạn có nghe Vân rõ không ha? Chào em. Mình sẽ chờ một phút, mình sẽ bắt đầu nhé. Ok, bên đó nghe Vân rõ không? Rõ, bấm như Vân chữ rõ nha. Vân coi coi nha. Thứ bảy vừa qua thì cũng khá là bận cho nên không có lên Facebook Live với các bạn. Chào Sơn Liên. Rõ, ok, good. Ok. Hello Diễm. Diễm giúp chị copy cái link này để vào nhóm tâm linh giùm chị nha. Cái điện thoại kia của chị nó hết pin rồi cho nên chị không để được. Ok, mình sẽ bắt đầu một phút nữa. Hello chị Nga. Ok, vâng, chào cả nhà. Hôm nay để trở lại chương trình mà chia sẻ Phật pháp á, thì thật sự Vân cũng không có biết nói gì đề tài mới hay cái gì khác đâu các bạn. Có nhiều đó, bà ca con cá cứ khuyên các bạn tu thôi. Còn những cái khác hay những cái mới hay những cái gì về mà sâu về bên Phật pháp á, thì thật sự ra Vân không có giỏi gì hết. Vân chỉ có giỏi cái là học đâu hành đó, tạo ra kết quả thôi, chứ không có biết gì hơn hết. Và hôm nay thì Vân muốn chia sẻ với các bạn chút xíu, tâm sự các bạn chút xíu thôi. Chờ còn một phút Vân tìm cái nhóm cam kết. Ok, good. Cảm ơn Diễm. Ok. Hôm qua mình có đi tu tập một ngày, cảm thấy rất là an lạc, rất là hạnh phúc khi mà mình được ngồi trong đại chúng và được cùng niệm Phật, được cùng tu tập. Mình cảm được cái lực và mình cảm thấy chị thấy em gửi rồi, cảm ơn Diễm. Cảm thấy rất là vui mấy chị. Và hôm qua thì vẫn gặp một chị này. Nói chung là nó cho mình được một cái bài học. Mình đi tới đâu mình cũng học được rất là nhiều cái bài học xung quanh, rất là đáng giá. Thì hôm qua mình gặp một cái chị này, chị bị ung thư não. Ung thư não thời kỳ thứ tư rồi, coi như là thời kỳ cũng giống như cuối rồi. Mình cảm thấy rất là tội nghiệp. Và vẫn cảm nhận được đó là tất cả những cái gì đến với mình đó, mình có thể chuyển. Mình có thể chuyển được hết với điều kiện là mình phải chuyển. Mình là cái người phải chuyển. Nhưng mà chưa quy y, là cũng chưa biết Phật pháp là gì, cũng chưa. Thì nói chung là Vân hướng dẫn là một chuyện. Nhưng mà cái quan trọng là cái người đó phải làm và phải đi. Biết là anh chị nghe Vân rõ không? Vì xung quanh Vân hơi ồn quá. Anh giờ anh đang nấu ăn. Anh ơi, anh hơi ồn quá. Cho nên là khi mà Vân cảm được á, là tất cả những cái gì mà xảy ra đến với mình á, thì mình rõ
Đây anh đang nấu ăn cho nên nó hơi ồn. À, mình có thể chuyển được hết cái nghiệp của mình, nó đến với mình là tại vì do cái nhân tiền kiếp mình đã lỡ gieo trồng. Okay. Và nó đến với mình là tại vì cái quả, cái hoa và cái quả nó sẽ trổ. Mình vì mình đã gieo nhân rồi thì chắc chắn cái hoa cái quả nó sẽ trổ, nó sẽ trổ, không sớm thì muộn nó sẽ trổ thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm cách nào để có thể chuyển nó. Và mình có thể làm, mình có thể làm. Và khi mà Vân nói như vậy, Vân nói là thứ nhất là chỉ cần sám hối. Okay. Cái nghiệp mà nó đến với mình rồi, đừng có để nó đến các bạn ơi. Đừng có để nó đến rồi mình mới làm, coi chừng trở tay, không có kịp đâu. Nhưng mà đã lỡ đến rồi và mình đã lỡ quá là vô minh, mình không có, mình chưa có biết đi. Thì bây giờ đó, thứ nhất á, là mình cần phải lập tức làm liền ngay tức khắc liền. Tại vì thời kỳ cuối rồi, nó đâu có phải mà còn tàn tàn đợi mình nữa đâu, đúng không? Lập tức sám hối, phóng sanh, từ thiện, tu tập thật là nhiều luôn. Có thể là bỏ hết, mua hết tất cả những cái vạn duyên xung quanh mình, công ăn việc làm hay là con cái nhà cửa này kia, mình coi như là mình xong rồi đi, mình xong rồi đi, mình tìm đâu một cái gốc nào đó để mình có thể cứu lại mình, có thể sám hối, có thể làm nhiều việc để có thể giúp được cái huệ mạng của mình. Và đừng có mong chờ ai hết á, đừng có mong chờ mà một người nào đó sẽ làm cho mình, hoặc là ồ em đã gửi tên em vô chùa rồi, thì các bạn đừng có mong chờ là một vị thầy nào đó hãy làm cho mình. Thật sự là ai là người gây nợ thì người đó phải là cái người tự trả. Đừng có nhờ người khác trả cho mình, người ta trả nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi, cái quan trọng là ở mình. Thì chút xíu Vân sẽ nói, bạn Khang có câu hỏi là nghi thức sám hối cụ thể như thế nào. Chút xíu Vân sẽ trả lời cái câu hỏi này nhé, để Vân xong cái này. Thì bản thân Vân cũng vậy, bản thân Vân ha, là một người đã từng bị bệnh ung thư. Nhưng mà mình may mắn là mình đã được tu tập trước khi mình bị bệnh. Cái này mới là cái quan trọng nè các bạn. Các bạn đừng có để quá muộn rồi thì các bạn mới bắt đầu tu tập thì coi chừng. Các bạn đừng có để mà chuyện xảy ra rồi thì các bạn mới bắt đầu tu tập thì coi chừng không có kịp. Giống như hôm qua Vân đang trong cái khóa tu, lúc về ăn trưa thì có một bạn gọi hoài gọi tới tấp. Thì Vân không biết chuyện gì thì Vân bắt điện thoại, thì chỉ còn 5 phút nữa thì vô khóa tu lại. Thì Vân mới hỏi là có chuyện gì không, tại sao em gọi chị nhiều như vậy. Thì nó nói là em này nói là chị ơi cứu em với, chị có chắc là bây giờ em trì chú đại bi, em sám hối thì em sẽ nhẹ nghiệp không. Câu hỏi của bạn đó là như vậy. Và bây giờ bạn gái em bỏ em, công việc làm cũng mất luôn, coi như là em rất là khổ, bây giờ nó dồn tới tấp luôn trong một lúc. Và câu hỏi cho Vân là chị có chắc là em trì chú đại bi và em sám hối thì bạn gái em trở lại với em và có việc làm và cái nghiệp em nó chuyển hay không. Vân nói không chắc, tùy theo cái tâm của mỗi người thôi. Và đừng có để tới cuối last minute cái chuyện xảy ra rồi mình mới làm các bạn nhé. Tại khi mà cái chuyện xảy ra rồi mình mới làm thì hy vọng chỉ có 1% mình lụm lại cái cơ hội của mình thôi. Hy vọng ít lắm luôn á, ít lắm, và không phải dám nói 1%, nhưng mà rất là mỏng manh để mình có thể đạt được những gì mình muốn. Thì bây giờ đây nè, đang còn duyên lành, đang còn sức khỏe, đang chưa có đến nỗi tệ, thì mình nên tu tập liền ngay lúc này nè các bạn ơi, đừng có để nó quá muộn. Và không có cái gì mà quý hơn là sức khỏe hết. Mình có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả. Mình có sức khỏe mình mới tu tập được chứ, đúng không? Nếu mình không có sức khỏe thì làm sao để tu, đúng không? Và cái thân mình phải cần có cái thân, cái thân người, và có sức khỏe thì mình mới tu được. Trong tất cả bao nhiêu đường đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, sáu cõi này, chỉ có cõi người là cái cõi dễ tu nhất thôi. Địa ngục bị hành hình mỗi ngày thì làm sao tu, đúng không? Thứ nhất, ngã quỷ rất là vô minh, không thể nào mà tu được, không có trí tuệ. Và càng tạo nghiệp nữa, cõi ngã quỷ càng tạo nghiệp nữa. Súc sanh vô minh lắm, không có trí tuệ, không có đầu óc để tu tập.
Okay. Cõi người chỉ có cõi người của mình thì mình mới có cái ý, có cái ý thức. Ý thức nó mới giúp mình làm ra được những cái gì mình muốn. Cái ý thức, ý thiện, ý ác, tu tập hay là cái này, cái ý thức thì nó sẽ giúp mình. Cõi trời rất là sung sướng lắm. Nhưng cõi trời vẫn chưa thoát ra khỏi luân hồi sinh tử các bạn nhé. Cõi trời vẫn chưa thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Họ vẫn phải hết cái phước ở trên trời rồi họ sẽ trở lại tiếp tục cái nghiệp của họ để họ trả nghiệp tiếp. Cho nên là cõi trời vẫn phải hết phước rồi thì vẫn phải rớt xuống để bị đọa. Nguy hiểm vậy đó. Cho nên là chỉ có cõi người của mình thôi. Cõi người của mình là cái cõi mà có thể tu giải thoát, giải thoát ra cái khổ của mình. Khổ vẫn có chứ, ai mà tới đây không khổ đâu. Mở mắt ra là khổ quá rồi. Coi như là vừa lọt lòng mẹ là cái tiếng đâu có phải là cười đầu tiên đâu, mà tiếng khóc đầu tiên đúng không? Ai lọt lòng mẹ cũng là cái tiếng khóc đầu tiên. Tiếng khóc là sao? Khổ quá rồi, đúng không? Vậy khi khổ quá thì sao? Mình trả nghiệp, bắt đầu trả nghiệp. Và hầu như ai trong chúng ta cũng đến đây là vì nghiệp lực mà tới hết. Thì khi mà nghiệp lực tới thì sao? Thì mình phải trả, nó ra cái hoa rồi nó ra cái quả rồi, bên cạnh đó mình sẽ tạo thêm nữa. Mình càng tạo thì mình sẽ càng khổ, khổ lắm lắm luôn. Mà có bao nhiêu chúng sanh mình sợ cái nhân, sợ cái quả đâu. Tạo cái nhân cho đã đi, rồi tới chừng cái quả nó tới thì bắt đầu ôm chân Phật, Phật ơi cứu con. À, rồi hỏi rồi Phật có linh không? Tôi tụng niệm hoài sao không thấy ông Phật ông linh chút nào hết trơn, trời vậy. Cái nghiệp mình nó chồng như là cái, như không biết là cao cỡ nào luôn. Mà bây giờ tôi có một ngày một bữa mà kêu Phật ơi sao Phật không có linh, Phật không có cứu con gì hết. Cho nên cái câu trả lời của Vân cho bạn đó là tùy theo cái duyên nghiệp của em và tùy theo cái lòng thành của mình nữa. Phật và Bồ Tát luôn luôn từ bi để cứu vớt tất cả anh chị em chúng sanh trong vì họ có cái hạnh nguyện là cứu vớt tất cả chúng sanh còn đang trầm lưng trong biển khổ mà. Cái quan trọng là chúng sanh có chịu đưa tay ra để Phật kéo về hay không, hay là chúng sanh vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn ham mê, vẫn còn đắm đuối trong cái dục vọng này. Đó. Và khi mà còn sung sướng, còn sức khỏe, còn ăn chơi được, còn của cải, còn hạnh phúc thì làm sao mình tu được đây? Có nhiều người thấy khổ rồi người ta mới ôm chân Phật mới tu. Có nhiều người thấy cái bản gì, đa số trong chúng ta cái nghiệp nó tới rồi mới lật đật đi tìm Phật, đúng không? Ai đúng, ai giống như Vân nói, bấm giùm Vân số 1 nè. Các bạn ở đây đang nghe Facebook Live của Vân có nghĩa là các bạn là người con Phật rồi, đúng không? Mới nằm trong cái nhóm tu tập an lạc của Vân. Có nghĩa là mình đã là người con Phật rồi. Có một số người hoặc là có thể đang nghiên cứu đạo Phật, hoặc là có thể đã quy y rồi, hoặc là chưa quy y mà đang nghiên cứu về đạo Phật. Thì các bạn có thể cho Vân biết là các bạn, cái lý do nào các bạn tìm đến đạo Phật không? Và có phải là mình khổ mình mới tìm đến Phật, ôm chung Phật không? Nếu phải vậy các bạn bấm vào Vân số 1 nè. Coi bao nhiêu người khổ mới đi ôm chung Phật, khổ mới tìm tới đạo Phật. Phật ơi cứu con với, con khổ quá rồi, con không còn đường đi nữa. Phật ơi tại sao phải là con? Tại sao phải là nhiều chuyện nó đến với con như vậy? Có phải là thấy khổ rồi mới đi vô chùa tìm cái cảnh bình an? Hy vọng là ở cảnh chùa này. Tại sao ở chùa người ta làm rất là nhiều cái cảnh thanh tịnh, nhiều cái cảnh đẹp xung quanh chùa? Là tại vì cái tâm của mình nó bất an quá đi. Rất là nhiều cái bất an nó đến với mình. Và lúc đó mình mới nhớ tới ông Phật. Lúc đó mình mới nhớ tới là Bồ Tát Quán Thế Âm, cứu con với, Bồ Tát ơi cứu con với. Đồng ý không? Cho nên là rất là nhiều bạn bấm số 1, có nghĩa là khổ rồi mới chạy vô chùa cầu cứu ôm chân Phật, đúng không? Bản thân Vân cũng vậy. Vân cũng là một trong những người đó. Nếu như mà Vân vẫn còn nhà cửa ở dưới biển, vẫn còn cầm tiền trong tay, vẫn còn sung sướng, ăn sang mặc đẹp, vẫn còn cái này cái kia trước đây đó, giống như là mình muốn gì được đó, thì Vân sẽ không có biết đạo Phật ngày hôm nay.
đã từng lên voi rồi, xuống chó rồi, khi mà mình xuống chó, khi mình xuống không còn cái gì để xuống hết, thì lúc đó mình mới nhớ tới ông Phật. Ồ, bây giờ không còn ai để mình chơi nữa, không còn ai để nghe mình nữa. Bây giờ mình hết tiền rồi, mình nói đâu có ai nghe đâu. Thế gian nó là như vậy đó. Thế gian nó là rất là rất là đau lòng, đúng không? Khi có tiền thì rất là nhiều bạn đến, rồi khi không tiền thì sao? Tìm một người bạn để tâm sự không ra, không ra. Thì lúc đó là mình mới nhớ tới, ồ, bây giờ mình sẽ vô tâm sự với ông Phật. Hy vọng là ông Phật nghe mình, Quan Thế Âm Bồ Tát nghe mình, để mình có thể thoát ra cái cảnh khó thở này, cái cảnh thế gian, cái cảnh trần gian. Thì khi đó mình vô mình tâm sự với ông Phật, mình rất là thoải mái. Là tại sao ông Phật không có nói chuyện? Giờ lúc đó nghi ngờ không biết Phật có nghe mình nói hay không nữa, tại vì mình nói thao thao bất tuyệt. Thường thì mình nói với cái người thường á, thì họ còn trả lời trả vốn lại với mình, họ còn hằng học với mình. Còn khi mình nói chuyện với Phật với Bồ Tát là mình rất là an lạc, là tại vì họ không có nghe. Mà họ không có mình không có biết là họ có nghe mình hay không, mà họ không có trả lời, thì mình cảm thấy cái gì trong gánh nặng của mình á mình trút ra hết. Có nghĩa là Phật ơi, cố gắng làm thùng rác để con trút ra nghe Phật. Và khi đó thì bắt đầu tu tập. Và lúc tu tập thì có rất là nhiều bạn vẫn nghi ngờ, đúng không? Nghi ngờ là không biết là mình tu có kết quả hay không. Thật sự đó là mình không còn đường binh nữa rồi. Và làm gì làm mình cần phải có niềm tin với tất cả những gì mình làm mấy chị. Mình đến với Phật Pháp cũng vì quá khổ mà đến, đúng không? Thì bây giờ mình tin là Phật có thể giúp mình, có thể cho mình ngọn đuốc để mình đi, đúng không? Có thể đưa cái ngọn đuốc nè, con ơi, cầm ngọn đuốc của ta mà đi. Con đang ở trong bóng đêm, con đang ở trong một cái bầu trời âm u, tăm tối, bóng đêm. Thì chỉ cần một cái bật ngọn đuốc của ta thôi, một cái hột quẹt nhỏ, một cái ánh lửa thôi, thì lập tức con đã thấy đường đi rồi. Và lập tức cái khán phòng đó nó sẽ sáng lên. Thì đây là ngọn đuốc của ta, con cứ cầm ngọn đuốc ta mà con đi. Đó là cái Phật, lời của Phật muốn trao cho mình. Có nghĩa là pháp của Phật để mình hành, chứ không phải là Phật là đấng thần linh thần linh cầu gì được đó. Và cái câu hỏi của bạn đó là, chị có chắc là em, chị Chúa Đại Bi, em không còn khổ không? Chị có chắc là em, chị Chúa Đại Bi, em chuyển được cái nghiệp em không? Chị có chắc là em, chị Chúa Đại Bi, bạn gái em sẽ trở về với em hay không? Và cuộc đời em nó tươi sáng hơn không? Thật sự ra Vân, cái câu trả lời của Vân là ngọn đuốc đã cầm trong tay rồi, bây giờ em có muốn đi hay không thôi. Ok, Chú Đại Bi, mình biết Chú Đại Bi, mà các bạn thành tâm á, trì tụng Chú Đại Bi, thành tâm tập trung dùng hết công lực, dùng hết sức lực của mình trì tụng Chú Đại Bi. Công lực của Chú Đại Bi khủng khiếp lắm các bạn ơi, khủng khiếp lắm. Và tiếng Phật hiệu cũng vậy, một câu niệm Phật, một cái lại Phật thôi là tội diệt hà sa, một câu niệm Phật là phước khủng khiếp lắm. Cho nên là nó sẽ giải được cái nghiệp của mình, sẽ giúp cho mình tìm được cái an lạc của mình. Và đừng nghĩ, tại vì khi mà mình hỏi cái câu là chị có chắc là em trì cái này em giải nghiệp được không, có nghĩa là mình đang cầu rồi các bạn. Mình đang cầu có nghĩa là mình đang con chị Chúa Đại Bi, để con cầu cho bạn gái con trở lại với con, để con cái này cái kia. Cái mà Vân muốn nói với các bạn đó, những gì mình cần làm mình cứ làm, mình cứ làm, và những gì nó đến thì sẽ đến. Tại sao mà mình khổ như vậy, là tại vì cái phước mình nó hết rồi, cái nghiệp mình nó quá sâu dày đi, cho nên mình làm cái gì cũng không được hết. Tại sao có nhiều người chỉ khiều khiều thôi mà ra tiền? Một cái gì mà họ chỉ cần nhúng tay vô nhỏ thôi là họ cũng ra tiền. Và họ vừa chơi, họ vừa kiếm tiền. Mà tại sao mình lại làm 2-3 công việc một ngày mà mình không đủ nuôi cái miệng của mình, nuôi gia đình của mình? Và chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia nó tới tấp với mình. Tại sao như vậy? Là tại vì mình thiếu phước các bạn ơi. Mình thiếu phước, mình thiếu cái phước. Âm đức mình hết rồi, không còn nữa. Thì bây giờ cái cần quan trọng là gì? Tạo đi. Đừng có hỏi là được hay không, hay là cái này cái kia. Các bạn, điều mình cần làm, mình làm.
tạo phước đi. Và đừng để tới chân rồi mới nhảy, đừng để nước đụng tới chân rồi mình mới nhảy. Và nhảy sợ không kịp. Không kịp. Bản thân Vân, Vân rất là may mắn là nó đổ ra khủng khiếp luôn. Nhưng mà nhờ mình có cái niềm tin, mình giữ vững cái niềm tin của mình, mình giữ vững cái lập trường của mình, không lay động. Rất là nhiều người lay động vì sao? Vì vô vì tu tập đạo Phật cầu có kết quả. Các bạn cầu quá là nhiều. Khi mà các bạn cầu nhiều quá thì sao? Không có kết quả thì các bạn nản, các bạn nghĩ là Phật không có linh. Phật ơi, tại sao con chị chú Đại Bi cả năm nay rồi mà Phật không cho con được cái gì hết vậy? Phật không có linh. Phật không phải là đấng thần linh ban phước giáng quả cho mình các bạn ơi. Hôm qua bữa thứ bảy thì nhà Vân có tiệc. Thì tụi Vân thức cũng rất là khuya, tới 4 giờ sáng. 4 giờ sáng mới đi ngủ. Thì chủ nhật, thường là chủ nhật là Vân tu tập ở chùa. 7 giờ rưỡi là Vân đã rời khỏi nhà. 8 giờ là có khóa tu, bắt đầu 8 giờ thì Vân là cái Vân với mẹ Vân là dẫn chúng. Thì mệt chứ, rất là mệt. Dạ, giả lại mới đi tiểu bang, mới đi chỗ khác về, mới vừa về tới là bắt đầu chuẩn bị cho cái tiệc luôn. Thì con ơi có thể nhỏ tiếng xíu không, mẹ đang làm Facebook live. Thì Vân đuối, và khi mà Vân nhớ tới mẹ Vân á, đang vừa mổ xong mà phải gánh hết những cái gì mà đang dẫn chúng rồi thỉnh mỏ rồi cái này cái kia trong chùa, thì Vân lập tức không còn mệt mỏi nữa và tóc mình đi. Và buổi sáng trước khi đi ngủ đó là Vân đã nhắn mẹ rồi, mẹ ơi con chơi tới 4 giờ sáng, con không biết là ngày mai con vô con phụ mẹ nổi hay không. Nhưng mà khi nhớ tới người mẹ mình vừa mới mổ xong rồi vừa thỉnh mỏ nữa, thì một cái cực hình rồi vừa dẫn chúng nữa. Tại vì thời đó là thời chú Đại Bi của Vân với mẹ là làm cả bao nhiêu năm nay rồi mà không có, chưa có truyền nhân, cho nên là nhiều người làm mà làm không có được á. Cho nên khi đó cái chỉ cần nhớ tới đó thôi là mình tóc mình chạy. Và khi mình vô đó thì mình xong rồi thì nhớ sư cô có nhắn là con ơi bữa nay có khóa tu nguyên ngày nhé. Là bắt đầu vừa xong thời Đại Bi là Vân bay qua bên chùa bên khác chạy show ghê gớm. Đi chùa một cái chùa nhỏ thôi, nhưng mà sư cô có niệm Phật cho tới 4 giờ rưỡi. Thì sau đó thì Vân lại có một cái chùa nữa mời là đi dự lễ Phật Di Đà đó. Coi như là nguyên ngày hôm qua mà mình không biết mệt mỏi gì hết các bạn. Không có mệt mỏi và cũng không có còn không có buồn ngủ nữa, thay vì rất là mệt và rất là buồn ngủ đúng không? Nhưng mà cái ở đây Vân muốn nói là mình thật sự mình muốn. Cái này là cái mình muốn. Cho nên mình khi mà mình mệt mỏi mình biết cái thân xác nó mệt chứ. Mình đâu có thể nào mà mình dùng cái thân của mình quá sức được đâu. Nhưng cái tâm của mình nó mạnh hơn cái thân của mình. Người ta nói là thân bệnh nhưng tâm không bệnh thì bạn sẽ vượt qua tất cả các bệnh tật của bạn có. Còn nếu mà thân bệnh mà tâm còn thê thảm, còn bệnh hơn nữa thì các bạn sẽ rất là thê thảm. Còn nếu như mà cái thân không bệnh mà cái tâm bệnh thì cũng rất rất là thê thảm. Cho nên mình làm sao để cho cái thân này chỉ là cái thân giả tạo thôi. Và hôm qua là cái ngày mà ba ngày liên tục mà cái ngày phụ nữ á, là cái ngày mà Vân đuối nhất, mệt nhất luôn. Nhưng mà cái thân bệnh á, cái người của mình nó rất là mệt mỏi, nhưng vì cái tâm của mình nó mạnh hơn cái thân của mình. Nói như vậy để cho các bạn không biết là các bạn hiểu Vân nói gì không. Nói như vậy để cho các bạn biết là mình phải có cái lý do tại sao mình cần làm như vậy. Tại sao mình cần làm như vậy? Tại vì mình không muốn luân hồi sinh tử nữa. Mình không muốn cái khổ nữa. Mình muốn tìm cái an lạc. Và mình là lúc nào mình cũng coi như cái chữ tử nó dán trên đây nè. Nó dán trên trán tôi nè. Nếu như hôm nay mình không tu thì ngày mai mình sẽ ra sao? Ok. Và sư cô đã tổ chức khóa tu rồi thì mình chỉ cần giác cái thân của mình tới đó để tu thôi. Người ta đã bày sẵn hết cái bàn ăn rồi. Thì mình chỉ tới mình ăn thôi mà mình không biết ăn nữa thì lỗi ở ai? Lỗi tại tôi đúng không? Và khi mà cái khổ nó đến thì mình tìm ai? Tìm sư cô để giải hả? Làm sao mà sư cô có thể giúp mình được? Giống như các bạn hôm qua Vân gặp đó.
thì các bạn bạn chị nói là chị bị ung thư não thời kỳ thứ tư rồi, thì Vân nói là bây giờ sẵn có duyên lành chị đang ở khóa tu, thì thứ nhất là chị đưa tên cho sư cô hồi hướng, thứ nhì là chị năn nỉ sư cô làm sao để mở khóa tu liên tục cho chị vài ngày đi đó, vài ngày liên tục luôn, tại vì bây giờ mình đâu còn gì để nói nữa đâu, đâu còn gì để hy vọng nữa đâu, thì khóa tu và tiền bạc có phóng sanh giùm em đi, phóng sanh từ thiện bố thí cho ra cống hiến, tu tập tinh tấn vô, sám hối nhiều vô. Thì nói với sư cô xong rồi chị nói, sư cô nói ở cái ngày đó xong chị nói ồ nhưng mà mấy ngày đó con phải bận mấy đứa nhỏ, con phải bận cái này bận cái nọ bận cái kia. Thì Vân đang nói chuyện điện thoại với cái em kia mà Vân nghe mà Vân ngứa mắt ngứa miệng luôn. Vân nói, Vân tức quá, Vân nói em chị sẽ nói chuyện em sao nha. Vân cúp điện thoại, Vân nói chị bây giờ chị còn cái gì nữa, lỡ như mà vô thường nó đến, bây giờ tử thần nó đến cửa rồi chị ơi, còn chút xíu nữa nó đã vô tới nhà chị rồi, nó đã tới cửa rồi, bây giờ nó vô tới nhà của chị nó bóc chị đi, thì chị còn con còn chồng nữa hay không, còn công việc làm nữa hay không. Bây giờ sư cô đã hoan hỷ hứa khả là cho khóa tu để giúp chị hỗ trợ cái bệnh của chị rồi, mà chị còn vẫn còn suy nghĩ là ồ con mấy đứa con nó không có ai đưa đi học, rồi phải nấu ăn cho tụi nó, rồi phải cái này cái kia cái nọ, cái cớ một rừng luôn. Thì bây giờ á, lỡ như mà vô thường nó đến rồi, nó đã đến rồi, chỉ còn một bước nữa thôi là nó đã vô tới nhà của mình rồi. Thì chị ra đi rồi chị đi về đâu? Chị đi về đâu? Tại vì cái tâm của chị nó vẫn còn đang chấp là còn mấy đứa nhỏ phải lo, nấu ăn cho tụi nhỏ nè, đưa tụi nhỏ đi học nè, rồi công ăn việc làm nè, rồi ông chồng tôi nữa nè. Cô ơi mấy ngày đó con bận, con không có tu được. Thật sự ra bản thân của mình không cứu mình thì ai cứu mình đây? Ai là người cứu mình đây? Mà thời kỳ cuối rồi, thời kỳ thứ tư rồi các bạn, là không còn gì để nói nữa hết, buông hết đi các bạn ơi. Mình đang có bệnh thì mình phải tự thương mình thôi, mình phải tự yêu mến cái thân của mình thôi. Không có ai thương mình bằng bản thân của mình đâu. Chồng mình, con mình, nó chỉ thương bề ngoài thôi. Và đi sâu vào mình đó là cái đau đớn của mình, không có ai có thể cứu được mình đâu. Cho nên là lời khuyên của Vân mà nhắc đi nhắc lại đó, các bạn mà nghe Facebook live của Vân á là các bạn nhàm luôn á, có thể là các bạn chán luôn, là tại vì Vân nhây đi nhây lại có một cái thôi à, là các bạn hãy tự thương lấy chính mình đi, hãy tự cứu mình đi. Không có ai có thể cứu mình được hết. Chồng mình thương mình, con mình thương mình nằm trên giường bệnh, nó có gánh được cái đau của mình không? Có gánh được cái nghiệp của mình được không? Hay là tự ai nấy lo? Có thể nấu cho mình được miếng cháo, có thể dò cái đầu mình, cố lên đi, gắng lên đi, em ơi, you can do it, gắng lên đi, em có thể vượt qua mà. Được không? Quán gia trái chủ nó quay danh quanh mình vậy đó, chỉ có mình mới thấy thôi, chỉ có mình mới cảm nhận được thôi, chỉ có mình mới đang cực kỳ đau khổ và chết không được, sống không được thôi. Chứ người thân của mình có thể gắn cái đó cho mình được không? Không. Câu trả lời là không. Và nếu không thì sao? Thì mình cần phải làm gì? Trong lúc mình đang còn khỏe thì mình cần phải làm gì? Đừng có để quá là cận. Đừng có để quá là cận tới nghiệp mà nó tới nó gõ cửa rồi thì muộn rồi. Muộn rồi. Có bao nhiêu người mà vượt qua cái cảnh đó đâu. Cho nên bắt đầu từ lúc này, từ lúc mình khỏe nè, mình cần luyện cái tâm của mình, cái tư duy của mình, là một người con Phật, là một người quá là nhàm chán cái thế gian này rồi, là một cái người rất là sợ cái nghiệp. Đừng có gieo nữa, rất là sợ rồi. Bây giờ Phật ơi cứu con với, Phật ơi con muốn về với Phật, Phật ơi cứu con. Hôm mấy bữa trước Vân có để lên một cái video, do ngày một vị tổ nào đó đã viết lại Vãng Sanh Luận á, thì có hai câu chuyện, thì các bạn đã biết rồi, một câu chuyện là đồ tể giết heo, giết bò, giết heo bao nhiêu năm nay, mau mấy chục năm nay rồi, thì khi mà cận tử nghiệm nó đến thì sao? Ông này chỉ cần nhắm mắt lại là thấy rất là nhiều những đầu trâu mặt ngựa tới để quay quanh mình và trả mạng lại cho tôi, và muốn xé lấy ông, và muốn ông phải trả cái mạng lại.
cái lúc cần tử nghiệp là cái lúc mà cực kỳ mệt, cực kỳ đau khổ là cái lúc cần tử nghiệp. Khi mà mình có sung sướng hay là mình đau khổ là đợi tới lúc cần tử nghiệp đi rồi biết. Ok, và cái cần tử nghiệp á là tất cả cái nghiệp gì mình làm nó sẽ đến ngay lúc cái cần tử nghiệp đó, và nó sẽ xé mình, nó sẽ banh thay mình, nó sẽ kéo mình, nó sẽ lôi mình xuống địa ngục luôn. Vì sao? Vì cả đời mình làm ác, cả đời mình làm những chuyện không bất thiện không à, đâu có làm gì thiện đâu mà đỡ được những cái đó. Thì cái ông này ổng gặp như vậy, thì nhưng mà ổng đã tiền kiếp ổng đã gieo một cái nhân gì đó lành rồi, tiền kiếp kiếp nào đâu đó, kiếp này không có, nhưng mà tiền kiếp là cái kiếp hậu kiếp á, kiếp vừa đã qua bao nhiêu đời kiếp á, ổng đã gieo một cái nhân lành gì rồi, cho nên là lúc mà ổng cực kỳ đau khổ thì ổng lại gặp một cái vị thầy, vị sư. Và ổng nói được lại cái khổ của ổng, thì vị sư này khuyên ổng niệm Phật để nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong kinh Đức Phật có nói, trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà có một câu là chỉ cần khi ta thành Phật, chỉ cần một người đầu nào đó chí tâm chí thành tha thiết niệm 10 câu Phật hiệu, ta sẽ rước người đó đi về cõi giới của ta. Nếu không được vậy, ta thề không thành chánh giác. Đó là lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì cũng vậy, ông này tha thiết Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi ông ta niệm một hồi lâu đó, thì tất cả những cái đầu trâu mặt ngựa, những cái quán gia trái chủ của ông tự nhiên tan biến hết. Thì ông nguyện được vãng sanh, thì ông đã được vãng sanh. Còn một câu chuyện khác nữa, thì ông một vị nhà sư này, vì đã xuất gia rồi nhưng mà vì cái tâm vẫn còn tham mê dục vọng, tham mê ăn uống, rồi nói chung là phá giới, thì ông ta tự biết mình quá là tội lỗi luôn, cho nên ông ta lại hỏi những người xung quanh là làm sao để tôi có thể giải được cái nghiệp này, vì cái tham mê dục vọng của ông còn quá là nặng đi, mặc dù là người xuất gia. Thì có người khuyên ông, hoặc là hình như là ông đọc trong một cuốn sách đó, Vãng Sanh Luận đó, và biết được là Đức Phật A Di Đà có cái lời nguyện đó, thì ông ta đóng cửa khóa cửa lại 3 ngày 3 đêm, trong đó già chị không ăn không uống gì, chỉ có niệm Phật thôi, niệm Phật để vãng sanh thôi. Thì khi mà ông niệm tới ngày thứ 3 thì ông thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra và nói là thọ mạng của ngươi còn 10 năm nữa ta sẽ tới ta rước ngươi. Thì vị sư này nói là vì bản chất của con rất là tham mê dục vọng, con chưa có bỏ được những cái đó, con muốn đi liền bây giờ chứ con không còn muốn 10 năm nữa. Nếu 10 năm nữa thì con không biết là nghiệp con tạo bao nhiêu nghiệp nữa. Thì khi đó Đức Phật nói, nếu vậy thì ta 3 ngày sau ta sẽ tới rước ngươi. 3 ngày sau Đức Phật A Di Đà sẽ tới để rước vị thầy này đi. Thì khi đó khi mà ông sức thất ra đó, đi ra ngoài thì nói với quý những vị thầy ở xung quanh đó, thì trong chùa không có ai tin ông hết, nhưng mà cũng coi ông này ổng dở cái trò gì. Và đúng 3 ngày sau, trong lúc mà tu tập á, thì Phật A Di Đà tới rước. Có nghĩa là chỉ có cõi cực lạc, chỉ có pháp môn tịnh độ thì mình mới đới nghiệp vãng sanh được các bạn ơi. Và tất cả ai trong chúng ta, có phải không nè, ai trong chúng ta cũng nếm rất là nhiều vị đau khổ nhiều hơn vị ngọt, đúng không? Nếu có, các bạn bấm vào vần số 2 nè, coi có phải là ai trong chúng ta cũng nước mắt nhiều hơn nụ cười, đúng không? Đau khổ nhiều hơn là an lạc, đúng không? Hiện bây giờ, hoặc là đã qua, hoặc là tương lai, các bạn rất là nhiều đau khổ, rất là nhiều suy nghĩ, rất là nhiều trầm tư, rất là nhiều cái mình khó xử, đúng vậy không? Đúng vậy, các bạn bấm vần số 2 nè. Có nghĩa là cái cảnh cực kỳ khổ, đây là cái cảnh mình khổ ơi là khổ, cực kỳ khổ, đúng không? Thì cái cảnh cực kỳ khổ của mình á, mình có muốn thoát khỏi nó không, hay là mình vẫn còn tiếp tục cái cảnh cực kỳ khổ này nữa? Mình có muốn thoát khỏi không? Nếu mà các bạn có muốn, bây giờ Vân phải hỏi sao, câu hỏi của Vân là các bạn có muốn mình tìm an lạc trong cõi ta bà này để rồi mình về cực lạc khi mình bỏ xác thân này không? Các bạn bấm vô vân số 3 nè.
Nếu mà các bạn có, bấm vào bấm số 3. Các bạn có muốn tìm an lạc trong cõi ta bà để rồi khi mình bỏ xác thân này, mình về thế giới cực lạc. Cực lạc nha. Hiện bây giờ mình đang cực khổ, đúng không? Cực kỳ khổ luôn. Và mình muốn về cảnh giới cực lạc. Thì làm sao? Thì bây giờ mình phải chuyển cái lối suy nghĩ của mình, cái cách hành động của mình, cái tu tập của mình, để mình tìm được an lạc hiện tại bây giờ. Để rồi sau khi mình dứt bỏ xác thân này, thì từ cái an lạc này mình mới về. Không phải đi về cảnh giới cực lạc mới là cực lạc đâu. Mình phải làm sao để mình tìm cái an lạc. Cái an lạc bắt đầu từ bây giờ. Thì khi mình an lạc rồi thì mình mới đi về cái cảnh giới cực lạc được, đúng không? Vậy thì cho Vân hỏi tiếp theo nè, các bạn có làm đủ hay không? Nếu mình muốn cảnh giới an lạc hiện bây giờ, thứ nhất, bản thân của mình phải là cái người tu tập. Ok, tu tập công phu mỗi ngày đều đặn. Khó lắm, không phải dễ đâu, cực kỳ khó. Khi mà mình bắt đầu mỗi buổi sáng mà thức dậy sớm á, có cái thằng nhỏ kế bên nè, nó cứ nói là trời ơi hôm nay trời mưa, ngủ đã lắm, nướng chút nữa đi. Trời ơi hôm qua pho đi tới 4 giờ rồi, bữa nay thức dậy đi chuồng chi cho nó mệt vậy, ngủ chút nữa đi. Hoặc là có mình cảm giác giống như là có ai khiều mình á, ngủ chút nữa đi, trời ơi cái thân mệt rồi, bệnh rồi, hôm nay á, là nhức đầu sổ mũi, cảm giác giống như nó đang muốn bệnh, thì cố gắng ngủ một chút dưỡng sức đi, tu sao cũng được, không có sao đâu ha. Các bạn có bị tình trạng đó rồi không nè ha? Ok, giờ hỏi Vân hỏi nè ha, các bạn có tu đủ chưa? Một ngày 24 tiếng các bạn tu bao nhiêu tiếng? Thứ nhất. Thứ nhì nữa nè, mỗi ngày các bạn làm cái gì để nói là chuyện thiện, cống hiến cho đi làm nhiều chuyện thiện, các bạn làm cái gì để mình có chuyện thiện? Ok. Diễm nói có. Và nói sao, câu hỏi là các bạn có từng bị những cái lười biếng giải đãi, những cái tiếng nói nhỏ nhỏ trong cái lỗ tai của mình, ngủ chút nữa đi. Chút nữa ngày mai tu cũng được mà. Các bạn bấm vần số 4 nha. Nếu các bạn mà cảm thấy mình giải đãi hay là cảm thấy mình làm chưa có đủ, bấm vào vần số 4 nè. Chưa đủ về cái gì? Thứ nhất, tu tập 24 tiếng, các bạn tu bao nhiêu tiếng một ngày? Thứ nhì, phóng sanh, từ thiện, cống hiến, giúp đỡ mọi người. Ok, các bạn có làm đủ chưa? Thứ ba là các bạn giúp Vân làm sao để mình tự tin hơn. Cái đầu của mình á, lúc nào cũng hoan hỷ, cũng cỡ mở. Cái miệng của mình luôn luôn có nụ cười trên môi. Các bạn làm đủ chưa? Ok. Và thứ tư nè, các bạn sống vì người khác, các bạn làm được chưa? Cái rất là quan trọng nữa là hiếu dưỡng phụ mẫu. Các bạn có nghĩ là mình cái chữ hiếu mình đủ chưa? Cái chữ hiếu mình đủ chưa? Và Vân nói sơ có 5 điều này thôi nhé. Và mình làm đủ chưa? Nếu chưa các bạn bấm vào Vân số 4 đi. Có bao nhiêu bạn làm chưa đủ? Thì nếu mình làm chưa đủ thì sao? Mình vẫn còn cực khổ. Mình vẫn còn bị luân hồi sanh tử các bạn ơi. Và tiếp theo là mình phải tập buông. Buông cho nó nhẹ đi. Đừng có gánh nặng quá đi. Nếu mà các bạn gánh quá là nặng trên vai thì các bạn đi tới đâu? Các bạn đi được tới đâu? Không có đi đâu xa đâu. Nếu mình gánh quá nặng trên vai. Cho nên tập buông từ từ đi. Chồng, con, nhà, cửa, gia tài, sự sản, những cái xung quanh mình toàn là giả tạo không à. Thì tại sao mình cứ nắm nó hoài như vậy? Và một cái là rất là quan trọng nè. Là gì? Chữ ái. Chữ ái là nó cực kỳ làm cho mình đọ đó các bạn ơi. Vì sao Vân nói vậy? Tại vì Vân chứng kiến được rất là nhiều người ra đi mà không có dứt được thằng cháu nội ở nhà, đứa con gái ở nhà, ông chồng tôi. Nói chung là đại khái là quá là kêu bản gì. Cái gì cũng tôi hết trơn. Cái đó là của tôi đó, chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi. Thì các bạn không buông được bây giờ trong lúc mình còn khỏe, mình không coi nhẹ nó, thì khi mình ra đi làm sao mình buông? Không có buông được đâu.
Cho nên là cái cảnh giới an lạc á là mình cần phải có hiện bây giờ nè. Hiện bây giờ mình cần phải có. Mình muốn về cực lạc ai cũng mơ hết trơn đúng không? Ai cũng mơ mình về cực lạc, mình về cảnh giới cực lạc. Con khổ quá rồi Phật ơi, Phật rước con liền bây giờ đi Phật ơi. Thật sự có thật sự muốn Phật rước không? Hay là xạo? À, vâng, nghe một số thầy nói chứ ai cũng muốn về cực lạc hết trơn á, mà tôi kêu tu 7 ngày, tu 7 ngày đi rồi 7 ngày xong rồi Phật rước về cực lạc thì nói ồ chưa đi được thầy ơi, chưa đi được, tại vì thằng con út con nó chưa cưới vợ. À, đứa cháu nội nó mới sanh là nó dễ thương lắm luôn á, chưa có đi được. Và tại bị bởi thì là cho nên thật sự cái miệng mình muốn thôi, cái tâm mình chưa thật sự muốn. Nếu mà thật sự muốn á, Phật nói ơ ngày mai con chuẩn bị nha, ngày mai ta tới ta rước con. Dám không? Dám say giác xong dám nói dạ con đi liền, ngày mai con đi liền không? Dám không? Hay là còn nói là à, chưa thầy, chưa Phật ơi, chưa, con muốn lắm nhưng mà đợi con vài năm nữa đi. Dám không các bạn? Cho nên á, mình làm sao mình tu mình phải có trí tuệ, mình muốn thật sự cái tâm mình muốn kìa. Mình phải quán là thế gian này rất là khổ, khổ lắm. Cái gì cũng khổ hết, cái gì đến với mình cũng là làm cho mình phải rất là căng thẳng, rất là stress, rất là khổ. Thế gian này đến để trả nghiệp thôi. Mất người yêu coi nhẹ đi, ly dị coi nhẹ đi, con mình mà nó có trả lời mình hay là nó có cái này cái kia với mình coi nhẹ một chút đi. Và khi mình coi nhẹ thì sao? Thì mình an lạc lắm. Đừng có chấp, đừng có chấp cái đó phải là của tôi, mất rồi it's ok, không có sao hết á. Lỡ mất rồi thì ok, cười đi, tập cười nhiều một chút nữa đi, không có sao đâu các bạn. Tất cả những cái xung quanh mình toàn là giả tạo thôi. Mình làm sao để cho mình sống có ý nghĩa đây kìa. Mỗi một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Mình không thể nào mà mình cầu nguyện Phật ơi cho con được 25 tiếng hay là nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng cái mình có thể làm là mình có thể mang lại giá trị cho cuộc sống của mình. Mình có thể làm điều đó, mình có thể mang giá trị cho cuộc sống của mình và cho những người xung quanh mình. Đó là cái cần làm. Đó là cái mình cần làm. Và nếu mình sống được mang giá trị cho mình và người xung quanh của mình thì mình sẽ tìm được cái an lạc. Tìm được cái an lạc trong những cái đó. Các bạn tin Vân đi. Đừng có cầu có nhiều thời gian. Ai cũng nghèo thời gian hết trơn trời á. Ai hầu như cũng nghèo thời gian hết trơn á. Nói tới em không có thời gian chị ơi, thật sự nghèo thời gian lắm. Mặc dù các bạn đang sống trong nhung lụa, đang sống trong rất là nhiều tiền, các bạn vẫn nghèo thời gian. Tại sao? Tại vì các bạn không sắp xếp được thời gian. Và cái quan trọng là các bạn không có, trong 24 tiếng đồng hồ đó các bạn không mang lại giá trị cho mình và cho người khác được cái gì trơn trọi trơn. Thì các bạn thấy thời gian nó bay một cái dầu ra, xong. Mất tình cảm, mất người yêu, mất nhà cửa, mất tiền bạc, mất những cái đó mình có thể kiếm lại được. Nhưng mà mất thời gian là mất vĩnh viễn. Không thể nào tìm lại thời gian quá khứ được hết. Cho nên cái quan trọng là mình làm thật tốt những cái thời gian, mình tận dụng những cái thời gian của mình hiện bây giờ đang có để mình làm thật tốt những cái gì cần làm. Ok? Những cái gì có thể mang lại giá trị sống, những cái gì có thể mang lại cái gì đó để cho người ta có thể nhớ mình, để cho người ta có thể gần gũi mình hơn, để khi mình ra đi thì mình không thẹn. Vì tôi sống một cuộc sống rất là an lạc, rất là giá trị trong cái cuộc đời này. Để rồi khi ra đi các bạn mới về cực lạc được. Còn bây giờ các bạn đang cực khổ, đang quá là mệt mỏi, đang quá là cực khổ với cái cuộc sống của mình, thì các bạn đừng có hòng ở đó mà các bạn tìm an lạc. Cái ông đồ tể đó là vì cái tiền kiếp của ổng đã gieo cái nhân gì rồi. Gieo cái nhân gì rồi cho nên cuối đời gieo cái nhân rất là lành, đã gieo cái nhân Phật Pháp rồi cho nên cuối đời ông mới có đủ duyên lành đó. Chứ đừng ở đó mà hòng mà tôi sẽ làm những cái gì không cần biết, những cái gì enjoy, những cái gì bất thiện để rồi cuối đời tôi sẽ gặp một vị thầy đó. Không có đâu, ở đó mà mơ. Cho nên là mình cần phải
cần phải tu tập nhá, cần phải làm rất là nhiều cái việc lành hiện bây giờ. Cho nên Vân nói là các bạn ơi, các bạn đừng có cầu mong là Vân nói cái gì mới cho các bạn nghe. Vân cứ nhai hoài cái bài ca con cá này là các bạn thương yêu mình, các bạn phải làm chuyện thiện, các bạn phải tu tập. Nhai hoài như vậy đó mà các bạn còn không có thông nữa, đúng không? Cho nên là không có gì mới từ Vân đâu. Có nhiều đó đó, nhai hoài vậy đó, cho đến khi mà các bạn giác ngộ thôi, các bạn tu, các bạn buông đồ đau xuống, Vân mới cười được nhẹ nhõm, đúng không? Ok, để Vân coi ai có câu hỏi nhé. Bạn bấm câu hỏi giùm Vân. Hồi nãy có một bạn nói là làm sao để sám hối. Ok, sám hối như thế nào, đúng không? Nghi thức sám hối cụ thể là như thế nào? Các bạn có thể sám hối bằng từ cái tâm của mình. Mình muốn cái gì thì mình sám hối cái đó. Con gì quá là vô minh, cho nên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo rất là nhiều nhân bất thiện. Vì vô tình hay cố ý con làm tổn thương rất là nhiều chúng sanh. Hôm nay con may mắn biết được Phật Pháp, tự thấy mình nghiệp chướng quá đổi sâu dày, cho nên con thành tâm chí thành sám hối. Nguyện ơn trên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho con được sám hối tất cả những tội lỗi đời này và nhiều đời nhiều kiếp con đã gieo trồng. Và nguyện quán gia trái chủ của con cùng con kết pháp duyên làm bạn lữ, cùng nhau tu tập, cùng nhau hành trì, cùng hướng về cõi cực lạc, để một đời này mình được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Quan quan tương báo biết đến bao giờ mới hết đây, duy nhất chỉ nhờ nhân duyên này. Nỗ lực tu tập đoạn ác tu thiện, cùng nhau khuyến khích, cùng nhau hành trì, cùng chí thành cầu sanh về Tây Phương cực lạc. Sớm ngày lìa khổ được vui, đồng thành Phật đạo. Xin ơn trên chư Phật chứng minh. Đó là cái cách Vân hành trì. Và trong cái bài công phu của Vân có cái bài này các bạn nhé. Đơn giản vậy thôi, dùng cái tâm thành của mình để sám hối và mời quán gia trái chủ từng tế bào một của trong người của mình là mạng chúng sanh mà nuôi ra mình đây nè. Mạng chúng sanh không đây nè, trong từng tế bào một của mình đó, mình mời nó để cùng tu tập với mình. Nếu mà các bạn vẫn còn ăn mạng chúng sanh, các bạn vẫn còn ăn thịt, ăn cá, có nghĩa là các bạn vẫn còn lấy xác thịt của người ta để các bạn nuôi cái thân này, thì các bạn vẫn còn tạo nghiệp. Cho nên là từng tế bào một của các bạn toàn là mạng chúng sanh ở trong này không à. Thì khi mà cần tư nghiệp nó tới thì các bạn sẽ biết, các bạn sẽ hưởng đủ hết. Cái gì mà các bạn làm tổn thương có cái con gì đó hay là chúng sanh gì đó thì các bạn sẽ thấy nó hành hình các bạn như thế nào. Chưa vào địa ngục đâu, qua thôi, mới chỗ hoa thôi thì nó đã hành hình các bạn rồi, đừng nói chi mà quả. Cho nên là từng tế bào một của mình á đều là mạng chúng sanh để kết cấu được cái thân này, đúng không? Để nuôi cái thân này mình nghĩ là mình phải ăn thịt nè, ăn cá nè, ăn cái gì đó thì mới khỏe được, đúng không? Nhưng mà thật sự đó, các bạn coi chừng nó ôm mình vào địa ngục hết. Ok, thì cho nên mỗi ngày mình công phu, mình đều nói, mình mời các bạn, mời quán gia giáo chủ trong thân tôi, mời tất cả các chúng sanh mà tôi đã tổn thương, các bạn cùng tôi, bây giờ tôi đã biết Phật Pháp rồi, các bạn cùng tôi tu tập để mình cùng nhau vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan quan tương báo biết đến bao giờ mới hết đây, duy nhất chỉ nhờ nhân duyên này. Nỗ lực tu tập đoạn ác tu thiện, cùng nhau khuyến khích, cùng nhau hành trì, cùng chí thành về cảnh giới, cùng chí thành hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để một đời này dứt khỏi luân hồi sinh tử về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì các bạn cứ làm hoài như vậy thì họ một ngày nào đó họ sẽ cảm được các bạn. Và các bạn đem công đức các bạn có, các bạn phải có công đức thì các bạn mới đem được cho người khác, đúng không? Mình phải có cái gì đó mình mới cho người ta, còn mình không có cái gì trên cái túi rỗng mà làm sao mình cho người khác, đúng không? Thì mình có công đức mình hồi hướng cho họ thì họ sẽ hưởng được một phần công đức của mình. Thì lúc đó sẽ được giải, quán thù sẽ được giải ra, thì mình mới nhẹ được cái nghiệp, mình mới an lạc được. Còn bây giờ các bạn không làm gì hết mà các bạn đòi các bạn an lạc, sao an lạc nổi, đúng không? Mình phải làm và làm đúng đủ đều, ba cái này phải có đúng đủ đều thì các bạn mới tìm được cái an lạc thôi. Chứ mà sơ sơ lơ tơ mơ amateur bằng cái miệng mình không á, chưa chắc đâu nha các bạn ơi, chưa chắc đâu. Rồi lúc đó mình nói Phật không có linh nữa thì tội nghiệp cho ông Phật lắm nha. Phật không có ban phước giáng họa cho mình đâu.
Ok, em mua cá về niệm chú. Oh, sorry, trước khi mà Vân trả lời câu tiếp. Hoặc là trong kinh Nhật tụng cũng có những cái bài sám hối, hoặc là những cái bài sám sám hối đó, thì các bạn cũng có thể nương vào những cái bài sám hối đó nếu mà các bạn không biết nha. Tại vì cái bài của Vân thì là do cái tâm của Vân kết hợp lại và viết xuống, chứ không phải là không phải lấy trong văn chương đàng hoàng, cho nên là Vân nghĩ như thế nào Vân nói như thế đó, hoặc là các bạn cũng có thể nghĩ như thế nào các bạn nói như thế đó. Tại vì mình một lời sám hối chân thành nó quan trọng nhất hơn là bài sám hối văn chương. Bài sám hối văn chương thì nó quá là văn chương, nó không phải là tự mình viết ra, cho nên là mình cái tâm thành mình như thế nào thì mình sám hối như thế đó. Mình làm tổn thương ai thì mình sẽ sám hối với người đó. Mình làm cái gì đó bất thiện thì mình sẽ năn nỉ ngay cái người đó các bạn nha. Em mua cá về niệm chú đại bi rồi phóng sanh có đúng không chị? Nếu mà các bạn không có biết gì trơn, không biết chú đại bi, không biết gì hết mà các bạn muốn mua cá phóng sanh đó, các bạn cũng có thể niệm Phật cho nó cũng ok. Nhớ là một câu Phật hiệu của mình gieo vào tiềm thức của nó thì nó sẽ một kiếp nào đó nó sẽ gặp Phật pháp các bạn. Cho nên là các bạn có thể niệm Phật cho nó rồi thả nhắc nhở nó là đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp mà tu tập nha. Hôm nay ta sẽ niệm Phật cho ngươi để hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ gặp Phật pháp để tu tập, đừng có bị đọa làm loài cá, làm loài súc sanh nữa. Rồi các bạn niệm Phật, các bạn thả cũng được, không có gì gọi là không được hết. Rồi nếu mà mình mà tân tiến hơn chút xíu nữa thì mình bài quy y ngắn gọn thôi mà, quy y Phật, quy y tăng, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng chung tôn. Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngã quỷ, quy y tăng bất đọa bàn sanh. Đơn giản vậy thôi. Và chúng sanh cá chim tôm gì đó đã quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi thì các ngươi phải nhớ, ta sẽ đặt cho ngươi pháp danh là Diệu Âm, và các ngươi phải nhớ đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp mà tu tập, đừng có bị đọa nữa nha chưa. Thì các bạn sẽ gieo vào một cái tiềm thức của họ một cái câu Phật hiệu, một cái câu quy y nào đó, thì một đời nào đó họ sẽ gặp chùa chiền, họ sẽ nhớ lại, họ nhớ là ồ tại sao tôi thích Phật, tại sao tôi thích câu niệm Phật, tại sao tôi thích được lại gần ở chùa, là tại vì đời nào đó đời này các bạn đã gieo rồi, đã gieo trong cái tiềm thức của họ rồi. Và các bạn có thể trì chú đại bi để cho lực của các vị Bồ Tát gia hộ cho các chúng sanh này nếu các bạn thuộc chú đại bi. Còn không thì mình đơn giản thôi cũng được, không có gì được cũng có gì không, còn có gì đúng không có gì sai các bạn nhé. Rồi còn ai có câu hỏi nữa không nè? Chị ơi quy tâm bảo rồi nhưng không có thời gian đi chùa nhiều có được không? Có rất là nhiều bạn ở các nước khác á, không có chùa chiền, hoặc là các bạn không có thời gian đi chùa thật sự ra đó, ở nhà các bạn cũng tu được nhưng mà nó hơi giải đãi, cho nên khi các bạn tới chùa thì sao? Tu á, các bạn có bao giờ nghe cái câu tu hú không? Tu là hú người này hú người kia để có cái lực, để đừng có giải đãi. Ok, nếu mà không đi chùa được thì những cái lễ lớn mình cần phải có mặt, và những cái buổi mà tu tập cộng tu các bạn phải cố gắng nha, đừng có quá nghiêng về cái thế gian pháp quá. Nếu mà các bạn nghiêng về cái thế gian pháp quá thì mình giải đãi bên đây thì mình nguy nhé. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Yes, mình tự cứu mình. Có rất là nhiều số 4 nha. Số 4 có nghĩa là các bạn cũng vẫn còn rất là giải đãi đúng không? Chưa có làm đủ. Ok. Hôm nay nhờ chị mà em giác ngộ ra một chuyện. Vân ơi, mỗi lần tu tập diễn bị bệnh nặng. Vân ơi, mỗi lần tu tập đều bị bệnh nặng. Cái này vui lắm nha. Các bạn, Vân có một người chị bạn. Mỗi lần mà chị hứa chị đi chùa là chị bị bệnh. Hứa chị đi chùa là chị bị khảo. Đây là những cái khảo đó,
mà các bạn coi các bạn có vượt qua được nổi hay không. Nếu các bạn không có vượt qua nổi thì các bạn vĩnh viễn bị nó control, bị nó khống chế. Ok, bởi vì Vân mới nói đó là nó sẽ có một cái tiếng nói nhỏ 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 trong tai nè, thôi đừng có đi, bữa nay cái thân thể mình nó bệnh, nó mệt mỏi lắm, đừng có đi, từng tới đi cũng được mà, lần sau đi cũng được mà. Hoặc là nó sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Cái đó là có thể là những cái khảo, những cái quán gia trái chủ của mình nó phá mình. Nhưng mà nếu mà các bạn vẫn bị nó kéo, các bạn vẫn ở nhà vì tôi nay hôm nay không có khỏe, vì bị mệt, thì các bạn sẽ vĩnh viễn không có thoát ra khỏi luân hồi sinh tử đâu. Bệnh phải không? Tao cho mày bệnh luôn, tao đi vẫn đi. Mình phải mạnh hơn nó thì mình mới control được nó. Hoặc là mình năn nỉ nó, năn nỉ thủ thỉ thì thầm với nó là cho tôi có sức khỏe đi, đừng có hành hạ tôi nữa, tôi sẽ đi tu, tôi sẽ niệm Phật, tôi sẽ hồi hướng công đức này cho các ngài, để các ngài có công đức, để các ngài có thể về cảnh giới an lành. Chứ bây giờ các ngài cứ hành hạ tôi như vậy á thì cả hai đều khổ hết. Tôi biết là các ngài cũng đâu có sung sướng gì đâu, đúng không? Và nếu như mà tôi không có tu nổi đó thì tôi không có công đức thì làm sao mà tôi trả nợ cho các ngài được đây. Tôi sẽ trả cho các ngài bằng những cái công đức của tôi có. Và tôi xin nguyện, xin cầu thỉnh các ngài đó là cùng tôi đi chùa, hoặc là tu tập gì đó, khóa tu gì đó, hoặc là mỗi ngày đó mời các ngài cộng tu với tôi, để mình có thể giải được cái nghiệp này, và để mình có thể tìm được cái cảnh giới an lạc trong cái đời sau. Chứ không lẽ muốn khổ hoài như vậy sao? Và bây giờ mà các ngài hành hạ tôi như vậy đó thì không có lợi gì, cả hai đều không có lợi hết. Các ngài chỉ có thỏa mãn nhất thời thôi, nhưng mà tính tiếp á, cái tương lai tới thì cả hai đều bị đọa hết, thì đâu có đáng đâu, đúng không? Cho nên là tôi chỉ có năn nỉ các ngài là cho tôi được sức khỏe, đừng có hành hạ tôi nữa, làm sao gia hộ cho tôi có sức khỏe để tôi tu tập hồi hướng công đức cho các ngài. Ok, vậy nhiều kiếp chắc có, vậy nhiều kiếp trước chắc có người phát tâm phóng sanh và quy y, cho em biết Phật pháp rồi nhỉ? Vâng, không biết. Ok, tất cả những cái gì các bạn gặp hiện bây giờ là cái duyên hết, cái duyên hết ha. Các bạn gặp Vân cũng là một cái duyên, mình gặp nhau cũng là một cái duyên, và tất cả những cái gì đó đến với mình nó đều là cái duyên hết, là cái nhân với cái quả hết, đều có hết. Tất cả cái gì đến với mình đều có lý do của nó hết. Cho nên các bạn làm sao để sống thật tốt hiện bây giờ, ok, để cho tương lai của mình nó sẽ gặt quả lành. Đó là cái lời khuyên của Vân. Thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Vân chúc cho tất cả các anh chị em mình ha, càng ngày càng tinh tấn hơn, đừng có giải đãi nữa. Và nhớ rất rõ cái điều này Vân nhây đi nhây lại đó, là không có ai thương mình bằng chính bản thân của mình, và không có ai có thể cứu mình được hết bằng chính bản thân của mình cứu mình. Ok, và nếu muốn cứu mình được á thì hiện bây giờ trong lúc còn khỏe mạnh đây, mình cần phải tu tập, cần phải vượt qua cái ách nạn của mình. Mình sẽ có đó, nếu mình không tu thì cái ách nạn của mình nó khủng khiếp lắm, nó sẽ đến và nó ngay trước mắt của mình á, không gần thì xa nó sẽ tới. Thì bây giờ mình tu để mình chuyển nó, chuyển cái dữ thành lành, chuyển cái bất thiện thành thiện. Các bạn có thể hiện bây giờ các bạn chưa có gặp gì hết trơn á, khi mà các bạn tu mà các bạn chưa có gặp gì hết, có nghĩa là các bạn đã dừng được nó rồi, dừng được cái nghiệp rồi. Có nghĩa là cái nghiệp xấu nó chưa xảy ra thì nó sẽ tan biến. Còn cái nghiệp, cái nhân của mình đang gieo, cái nhân lành nè, nó sẽ trổ ra trong tương lai, nó sẽ trổ ra để cho mình tìm được cái an lạc trong tương lai, trong hiện tại và tương lai, để cho mình tiếp tục cái con đường tu tập của mình, để mình có thể giải thoát giác ngộ trong cái đời này. Và mình có thể làm được các bạn ơi, tất cả ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó, với điều kiện các bạn phải thật sự đi thì các bạn mới đến, thật sự làm thì các bạn mới có kết quả nhá. Thì cái lời khuyên của Vân là tất cả chúng ta cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng tu tập, cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, để chúng ta tìm được an lạc trong đời này và cứu mình, tự cứu mình
Mình phải cứu mình rồi mình mới cứu được người khác. Mình chưa biết bơi, mình ra ngoài biển khơi, biển luân hồi sanh tử này mà mình muốn cứu giúp người ta thì làm sao cứu, đúng không? Cho nên là cần phải có công phu, cần phải có cái lực mới có thể giúp được người khác. Ok, thì đó là lời khuyên của Vân. Chị chúc các bạn luôn luôn tinh tấn, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại lần sau nhé. Bye bye.